Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin biến lớn ở Bộ Ngoại giao, hai ông họ Tô Bộ Công an tóm cổ hai ông họ Tô tại Bộ Ngoại giao. Cứ nhìn thảm họa là thấy cơ hội kiếm tiền, đó là đặc tính của rất nhiều quan tham tại Việt Nam. Nếu trượt dài theo con đường thất đức này thì có ngày phải trả giá rất cao. Khi dân bị thiên tai lũ lụt, quan chức nào trở lòng tham trục lợi người dân thì đó chính là tội ác trời không dung, đất không tha. Đại dịch Covid-19 cũng vậy, những ai trục lợi trên sự khốn cùng của người dân đều phải trả giá. Xét về luật nhân quả cũng thế, mà xét về luật pháp cũng như vậy. Sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Công ty Việt Á đã thành một liên minh ma quỷ, hành hạ người dân ra sao và giờ họ phải trả giá như thế nào thì ai cũng biết rõ. Còn nhớ khi dịch Covid-19 bùng phát, người dân Việt Nam bị kẹt lại tại các nước trên thế giới. Lúc đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với Vietnam Airlines đã mở những chuyến bay giải cứu. Lựa vào lúc người dân ngặt nghèo nhất, liên minh giữa Bộ Ngoại giao và Vietnam Airlines đã trục lợi của người dân như thế nào, ai cũng phải trả giá, thì người đó sẽ biết sự đắt giá đến đâu. Rất nhiều bà con đã phải bấm bụng mua ra vé đắt cắt cổ gấp 3, 5, thậm chí 10 lần vé ngày thường. Và những người này cần phải trả giá cho hành động của họ trước pháp luật đối với nhân dân như thế. Đây là hình ảnh người đứng đầu của Bộ Công an Việt Nam, ông Tô Lâm. Chuyện gì đến cũng phải đến. Vào ngày 14 tháng 4, ông Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an lên truyền thông cho biết, ông Tô Hình Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ. Vụ án liên quan đến việc dàn xếp chuyến bay giải cứu của Vietnam Airlines liên quan đến rất nhiều đại sứ quán Việt Nam ở các nơi trên thế giới. Trước sự phẫn nộ của dân chúng, buộc Bộ Công an phải vào cuộc dù muốn hay không. Vào ngày 27 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Khởi tố vụ án trước để cơ quan điều tra thực hiện việc mở rộng điều tra và sau đó ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội nhận hối lộ. Ông Tô Anh Dũng, được quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự đã bị bắt, đây là người có chức vụ cao nhất trong Bộ Ngoại giao, đã bị bắt giữ, và Thứ trưởng thì vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông Bùi Thanh Sơn cũng sẽ lung lay, đấy là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là ngay trước Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra. Tại Bộ Công an, người có quyền cao nhất chính là ông Tô Lâm. Người nổi tiếng nhất thường hay xuất hiện trên phương tiện truyền thông là ông Trung tướng Tô Ân Sô. Có thể nói việc bắt gì thì ông Tô Lâm cũng bàn với ông Tô Ân Sô và ông Tô Minh Dũng kỳ này chỉ xoay quanh ba ông công an họ Tô. Tô Lâm và Tô Ân Sô đã chỉ đạo Bộ Công an bắt Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô, Trung tướng Chánh văn phòng Bộ Công an của Việt Nam. Ông Tô Ân Sô thì chưa có tai tiếng gì, tuy nhiên tai tiếng của ông Tô Lâm thì rất nhiều. Ấy vậy mà ông Tô Lâm vẫn bình chân như vậy, còn ông họ Tô ở Bộ Ngoại giao lại bị khởi tố. Tại Việt Nam, quan chức nào cũng có thể bị bắt, vì hầu hết trong họ đều dính dáng đến tội hối lộ, tham nhũng. Có điều là họ có bị lộ hay không mà thôi. Đó là lý do ông Tô Anh Dũng bị bắt mà cấp cao hơn thì không sao. Theo Bộ Ngoại giao, từ năm 2020 cho đến nay, Việt Nam đã triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa 240.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia vùng lãnh thổ về nước. Như vậy, với việc liên minh giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Vietnam Airlines nâng khống giá vé thu lợi bất chính là khoản tiền cực lớn. Việc phạm tội này xảy ra trong khoảng thời gian dài, khó có thể nói rằng ông Bùi Thanh Sơn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay vô can. Đây là hình ảnh ông Tô Anh Dũng. Những người bị bắt ngoài ông Tô Anh Dũng, sinh năm 1964 tại Nam Định, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thì còn có ông Phạm Trung Kiên, sinh năm 1981, quê tại Thái Bình, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình Bộ Y tế. Ông Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1979 tại Nam Định, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Trước đó, vào tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an ra các quy định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội nhận hối lộ. Theo quy định tại Điều số 354 Bộ Luật Hình Sự, 4 bị can bao gồm
bà Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, quê tại Hà Nội, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, sống tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao; ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, quê quán Hưng Yên, Chánh văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao; ông Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, sống tại Hà Nội, Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Như vậy, các quan chức lớn nhỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam lũ lượt vào lò vì tham nhũng. Và số lượng này không dừng lại ở đây. Nhiệm kỳ trước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là Ủy viên Bộ Chính trị an toàn hơn. Tuy nhiên, ông Bùi Thanh Sơn đang là Ủy viên Trung ương Đảng kém an toàn hơn rất nhiều. Xem ra chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông Bùi Thanh Sơn đang rung lắc dữ dội, không biết khi nào thì tới lượt ông. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hãng Modi nói Nga đang ở trong tình trạng vỡ nợ. Đây là hình ảnh truyền thông quốc tế nói Nga bắt đầu vỡ nợ, điều này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Hãng dịch vụ và kinh doanh tài chính Modi cho rằng Nga có thể đang trong tình trạng vỡ nợ vì họ đã cố gắng dùng đồng rúp để thanh toán cho các trái phiếu của họ có mệnh giá bằng đồng đô la. Đây hẳn là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất cho đến nay của việc Moscow bị loại trừ ra khỏi hệ thống tài chính của phương Tây kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành cuộc chiến xâm lược tại Ukraine, đem đến cái chết của hàng chục người binh sĩ Nga cũng như thường dân Ukraine. Nếu Moscow bị chính thức xác nhận là vỡ nợ, điều này sẽ đánh dấu lần vỡ nợ lớn đầu tiên của Nga trong lĩnh vực trái phiếu nước ngoài kể từ những năm sau của cách mạng của Bolshevik năm 1917. Mặc dù Điện Kremlin đổ lỗi rằng phương Tây o ép bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt ngặt nghèo nên mới dẫn đến việc họ bị vỡ nợ. Đây là hình ảnh Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT sau khi nước này mở cuộc chiến xâm lược vào Ukraine. Rất nhiều người dân Việt Nam cũng ở đây và bị cháy hết tài sản. Nga đã thực hiện thanh toán cho đến hạn vào ngày 4 tháng 4 cho hai loại trái phiếu chính phủ, đáo hạn vào năm 2022 và 2023 bằng đồng rúp thay vì bằng đô la mà Nga bắt buộc phải thanh toán theo các điều khoản của hai loại trái phiếu đó. Xét theo định nghĩa của hãng Modi, như vậy Nga có thể bị coi là vỡ nợ nếu không khắc phục được trước ngày 4 tháng 5, tức là lúc kết thúc thời hạn ân hạn. Modi cũng đưa ra nhận xét vào hôm thứ Năm, 14 tháng 4 như vậy. Các hợp đồng trái phiếu đó không có điều khoản quy định về việc thanh toán lại bằng bất kỳ loại tiền tệ nào khác ngoài đồng đô la, vẫn theo hãng Modi chia sẻ. Hãng này nói thêm quan điểm của Modi là các nhà đầu tư đã không nhận được đúng những điều đã cam kết theo hợp đồng về ngoại tệ ngay đến hạn thanh toán. Vào năm 1998, được biết Nga khi đó đã vỡ nợ tới 40 tỷ đô la và phải phá giá đồng rúp dưới thời Tổng thống Nga Boris Yeltsin, vì nước này thực sự đã bị phá sản sau cuộc khủng hoảng nợ châu Á và giá dầu giảm đã làm mất niềm tin vào khoản nợ đồng rúp ngắn hạn của Nga. Điều đó đã dẫn đến hậu quả thê thảm cho nước Nga khi đấy. Đây là hình ảnh Nga đã từng bị rơi vào tình trạng vỡ nợ quốc gia vào năm 1998 dưới thời ông Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Vào năm 1918, các nhà cách mạng Bolshevik dưới thời Vladimir Lenin đã khai thác việc trả các khoản, họ đã thoái thác việc trả các khoản nợ của Nga hoàn, gây chấn động thị trường nợ toàn cầu vì Nga khi đó là một trong những nước nợ nước ngoài lớn nhất thế giới. Và lần này, Nga có tiền nhưng không thể trả vì các khoản dự trữ ngoại hối có quy định và có quy mô lớn thứ tư trên thế giới đã bị Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Anh và Canada phong tỏa, không thể rút ra. Đây là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể lường hết khi ông đưa quân xâm lược Ukraine. Cũng vì Nga không thể và không muốn vay tiền ngay bây giờ nên việc vỡ nợ chủ yếu chỉ có tính biểu tượng. Tuy nhiên, điều này sẽ hạ thấp mức tín nhiệm của Nga xuống rất lớn. Và hãng đánh giá chỉ số tín dụng độc lập S&P vào hồi đầu tháng này đã xếp hạng tiền tệ của Nga xuống mức vỡ nợ theo một số tiêu chí chọn lọc, do rủi ro gia tăng về việc Moscow sẽ không thể và không sẵn lòng thực hiện các cam kết của họ với các chủ nợ nước ngoài đã cho Nga vay trước đó. Đây là hình ảnh hãng dịch vụ kinh doanh và tài chính Modi.
nền kinh tế Nga đang tiến đến tình trạng suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm sau khi Liên Xô sụp đổ vào hồi năm 1991, khi đó cả thể chế cộng sản ở Đông Âu và sau đó kéo theo cả Liên Xô tan rã. Với nạn lạm phát tăng vọt và dòng vốn đang tháo chạy rất lớn khỏi Nga, hứa hẹn một tương lai xám xịt của đất nước này.